Các bạn thân mến, là hôm nay mình sẽ làm video các bạn sử dụng cái dung dịch Sonat để mà rửa xe nha các bạn. Đó, thì xe mình mới đi mưa về rất là dơ, các sình bắn tùm lum hết. Đó, thì mình sử dụng cái dung dịch Sonat, cái chai mà màu cam ấy nha các bạn. Thì tỷ lệ pha là mình pha hai nắp với lại nhiêu lên nước nha các bạn. Hai nắp với lại nhiêu lên nước ha. Cái này chắc cỡ 2 lít nước à. Đó, thì rửa xe thoải mái luôn. Và mình sử dụng cái sản phẩm Sonat được một thời gian thì mình cảm thấy rất là cái sản phẩm rất là tốt, cho nên mình làm video chia sẻ tới các bạn ha. Thì các bạn nên sử dụng cái dung dịch rửa xe có chạm nha các bạn. Dung dịch không chạm thì nó cái chất tẩy rửa nó mạnh, nó sẽ làm dễ làm bay màu cái lớp sơn xe của các bạn nữa ha. Thì cái Sonat là một cái sản phẩm mình dùng để sửa xe máy và xe hơi luôn nha các bạn. Đó, thì cái mùi hương của nó thoang thoảng, nó dễ chịu mà đặc biệt là nó không ăn hại tới cái da tay của mình ha. Thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn mua hàng thì các bạn bấm vào đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rửa xe thôi. Rồi sau khi mà xịt nước sơ qua xe thì bây giờ mình sẽ rửa nha các bạn. Dùng dụng cụ thì cần cái cọ thôi, chổi cọ và một cái tấm qua tay dụng cụ ha, để rửa cho nó dễ ha. Đó, sẽ rửa từ trên rửa xuống ha. Cái này là cái mùi của nó hơi không có mùi khó chịu nha các bạn. Đó, cái mùi nó dễ chịu.
mưa quá mình rửa xe xong rồi, bây giờ mình dắt xe vô nhà mà mình lau khô nha các bạn. Đó, các bạn thấy nè, khi mà rửa xe bằng nước Sonat á thì nó sẽ có cái hiệu ứng lá sen này các bạn. Có cái nước nó sẽ không có dính lên cái xe các bạn ha, nước nó sẽ nó trôi xuống. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ lau khô xe. Khi các bạn rửa xe xong các bạn nhớ lau khô xe ha, chứ không là cái cặn canxi đó nó sẽ bám lên lâu ngày nó sẽ làm hư cũng như là bạc màu của xe các bạn ha. Đó. Nhất là những chi tiết nhôm nè, các bạn phải kỹ ha. Những chi tiết bằng nhôm này phải lau khô nè. Tay rửa xe mình phải mưa quá, quá mưa. Quay lại sau ha. Rồi, vậy là mình đã lau khô xe xong rồi nha các bạn. Đấy. Khi mà sử dụng dung dịch rước rửa xe Sonat rửa xong thì cái xe của bạn nó rất là bóng ha. Mặc dù là xe mình đã dán keo xe rồi nhưng mà các bạn vẫn thấy là nó sẽ có cái độ bóng nhất định ha. Thì nếu mà không dán keo xe thì chắc chắn là nó sẽ rất là bóng luôn các bạn. Đó. Và nước rửa xe này rửa xong nó bóng và nó có cái hiệu ứng lá sen ha các bạn. Nước nó không có dính lên bề mặt của xe ha. Đây, rửa sạch tới từng chi tiết các bạn ơi. Máy ha. Rồi, thì các bạn mua hàng thì các bạn nhớ bấm vô link mình để ở phần mô tả ha. Rồi, cảm ơn các bạn.